Dạ, Trân Trân kính chào quý cô chú anh chị em và các bạn. Sáng hôm nay Trân Trân lại có mặt ở chợ Hưng An. Chợ Hưng An, một ngôi chợ quê mà cách đây cũng phải 3 năm rồi Trân. Bây giờ Trân mới trở lại. Và bây giờ là hơn 7 giờ sáng. Mới bên hông chợ mà rất là nhiều mì da bạn rau, bạn bỉ, bạn bầu. Gì? Trong chợ. Đây không phải là cổng chính, cổng chính đằng kia. Đây là chị bên hông thôi mà mát mẹ. À dạ, gặp chị 3 năm rồi đây. Đi khắp có giúp mẹ không? Không quay mẹ giúp cho mẹ bỏ. Dạ. Mẹ bạn được mày bỏ rồi. Bạn hai bỏ. Con hai bỏ. Bạn hai bỏ rồi con hai bỏ. Trời ơi ăn cho thiệt. Kém quá mẹ mua bỏ cho anh ăn luôn. Ngay mong cỏ bạn thì cái mẹ. Ngay mong cỏ bạn. Bạn hai bỏ ba bỏ rồi đó. Mẹ nó thiệt đi. Mẹ thiệt. Rồi. Có cái ó này, cái chủ này cái mua lấy quay mẹ coi nè. Dạ. Dạ ngon. Con mê bạn được mấy mấy hình rồi mẹ. Đây. Cứ bỏ mẹ là mẹ này mua mua chi quên mua kiều. Kiều mua cái chủ này lấy quay mua hai bảo. Dạ. Mê bạn bà. Mê bạn hết rồi, bạn được con đồng muốn cái gì cái nặng rau rồi cho mẹ trả rồi mẹ. À bà cho cái bia bỏ luôn. Có hỏi giúp mẹ một đợt mê bạn mấy láng phải nghe. Không mẹ được. Quý tư. Không phải đi 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 bán cho tôi có cái tầm có cái ở chợ mình không ở mấy ông chỉ hai đâu à có cô không cô chỉ hai rồi hai ông ngủ với nhau yeah. Ừ mẹ là mẹ tên là Nguyễn Chu Thị Hải Yến Chu Thị Hải Yến mẹ có cô Kim Chi ở Úc Quốc giúp mẹ 300 dạ dạ không cảm ơn nha dạ dạ có thể có việc mình bạn cho thì mình mình không mẹ đã bỏ sẵn cho con nha hai hai gọi đi ra cảm ơn cô nghe không biết đấy cô của chị đi mẹ gọi cho con đấy được không việc không mua ăn chi hiện hai cô kêu đi anh làm ăn cũng nghệ anh còn đấy mẹ bị mới đó hả bị bụng bài bị bụng thôi nó có kim chi ở Úc á dạ không mua kiều nó lấy xíu cho mẹ cảm ơn có kim chi dạ cảm ơn cô kim chi dạ mai gặp cô có lộc mai gặp tôi có lộc anh nhưng mà bảo muốn gặp cô là chó thì nhận mẹ dạ mẹ chị người Huế mới hiểu tiếng mẹ thôi nó chào mẹ vào ở đây ở lâu cũng biết đấy mua cái cây mía 1 tấn 300 kg bán cỏ mua mà đi bán hay rứa quỷ hay rứa không nhưng mà mắng mua mà mẹ có chắc bán trong nướng túi đó, thì dùng già ấy ở đấy mấy nắm tế là tao là cái mốt ăn cũng được nắm chục ba chục hạt mà chưa đi lụt nó hư bằng cỏ mà chưa đi mẹ đi kiếm tức xóm cháu tạm mới tìm tôi đấy rồi tạm tôi đấy rồi mà đi mua nồi đi nẹt mà sáu bỏ bún ngọt mà là cái nắng đi mà đi ra để đóng cái lính cứng phải mưa cái mưa nghệ mà ngồi không chứ đó bạn bán nha mà mỗi sáu mà bạn 1 cân 30 ngàn thôi rẻ chứ thì mấy khi có mò là có một bột chặt xì cho hao đó đấy yeah. Đánh với bạn như mấy ó để đâu bằng lệ đó sao chưa đi nè chứ ó bỏ một cái về ba ó bỏ thử ba ó đủ miếng nước ba để tụi là nhà ăn có 10 ngày nữa thẳng thôi ừ. Chưa mua cho mẹ đi bán ấy bá chưa có chưa thôi khỏi lại mắng tăng cái mì bá trăm cháu mua mê nữa
không chắc. Thì thầy mẹ già càng con đi bạn bay mắng cái rau đó thầy mà, thầy chuyên thầy chưa mềm nhận phải không? Mình nhận không thế? Có thì quỷ cái rồi có đó cũng kia cánh tôi cũng quỷ cái nưng mà chị đấy cô kim chi ở quá cô gửi con biểu mẹ cháu thì cảm ơn họ về chữ quỷ ra cho tôi nữa đi đã rồi hai ông ngủ chứ chưa uống là dây mô uống lúc đó là tôi nắm nắm tập tức bà chứ uống đâu bà bị ngủ lấy rồi mừng chứ mừng chứ chồng thì cả nhìn mừng chứ chỉ 300 nè chỉ 300 thôi đây là cậu ở nhà chưa đi kiếm một mối bạn cho cái ó nữa là làm chúc mừng đó là chúc mừng sức khỏe của mê này cái thấu với muốn này về chuối này chuối đang đen thiệt đi chuối mới cùi chuối mới cùi hơn đen nữa à nữa à chuối chỉ là nữa à chuối thì bên nấu ngon lắm chuối nấu ngon lắm à chuối để nấu chẳng được ăn được á ăn được chứ à chuối nấu ngon lắm á bà bố chuối là nấu ngon nhưng mà ăn đi cũng được hết đâu còn cái gì thì tốt hơn là mấy cái mà chuối mà chuối là đúng á mê bông bì này của mê của tôi là coi dạ rồi chứ một thấu hai chục đây thấu hai chục nửa thấu nguyên á thì chị lấy là chị ơi dạ cái mẹ là hai đầu mắng này mê này rồi mắng à mê mẹ mới thôi mẹ dạ 87 87 hả dạ úi cha mẹ 87 tuổi rồi hả dạ chứ không năm 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 ngàn ba bảy tay mì này ghế cho tầm bảy cho cùng lâm rau lâm mứa còn khoén đéo này ghế chưa khoén là mày mày chi nắm phân nắm phân cho răng giỏi nữa nó có được nắm phân giỏi nữa rồi măng rau mình rau mình rằng đó vô một đài măng măng cái trầm mà để thấm cái nữa rau chứ mày mì ở chợ quê đấy đừng rắn nữa bạn một mớ rau mới đấy lời khoảng chục ngàn thôi mà bạn có được nắm phân để mà phủ thân câu còn nhá cái đau cái ốm nữa đâu rồi có tiền một tí có cô kim chi ở Úc á dạ. À, cô kiểu mê 500 này dạ cảm, cảm ơn nha là... về mang thêm 5 phân nữa mà mất ngủ cảm ơn cô là cô đã đoan tiền tốt quá dạ cô chi dạ dạ cô kim chi dạ. Dạ cô kim chi ở Úc lực là... dạ cô kim mày mê đây có thể mê vất vả hơn thì 500 dạ thì thầy chủ mày chút thôi cũng không mà ngoài á 28 cái đó à đó tại tại kia chủ nhân cho cái chỗ ở chỗ sơ hả chỗ và Trân đã thấy cô Kim Chi ở Úc giúp mẹ mì bạn rau mẹ mì da bạn rau nơi đây bây giờ thì Trân tiếp tục mời quý cô chú anh chị em và các bạn cùng Trân đi chờ lá chữ đến thăm mẹ mì đến đó. Và bây giờ tiếp tục ra chợ Hương An thì Trân Trân Huệ Thương thì đến đây là khu vực chợ Hương Chữ. Ở khu vực này thì bây giờ người ta xây dựng lại rất là đẹp, nhất là cái bờ kính này. Bây giờ ta xây hai bên là kè rất là đẹp và rất là sạch sẽ, khang trang. Ngôi chợ thì vẫn như cũ chẳng có gì thay đổi. Ở đây là cái đình làng La Trị, cái đình làng nổi tiếng là di tích. Thì học thôi đấy. Cho
Khi đó có hai đứa có mặt mấy này bữa về bên nó thấy chị trắng trắng ta ngồi ta chùa hết để bánh mì đó về đó à tiệc luôn ở bên gói xài cái mì trùng mà chứ mì đó ở bên này mấy đứa con lao là nữa đây là cái mũi mì mì đó ngồi quá con Lý Thương ngồi quá Lý Thương dạ chị mua cho mẹ hay đạo là đi chụp liếm cho cũng mua chị mẹ gọi chị mua đậu mua nè tao đâu quá đi rồi là tao đâu chung nắng nha ăn mà đủ cặp tao đi cái chung nắng là mấy gà giấu gà đi cô giấu con đi mẹ ăn chứ chết chứa dài mẹ mẹ mày mua cho mẹ làm chung cho mẹ mẹ chị ra hiểu tuổi đá chứ tôi ra tuổi tốt là hiểu tuổi tiền má đều đời gửi cho tôi khỏe lắm. Có chị xấu ní, có bạn đâu đâu đó, bạn đấy bạn kiếm nắm chung tiền bố tứ. Bố tứ bà bữa ăn không đầy lắm. Các bạn cho con gọi nhớ được mất con. Có chứ, có nóng lắm. Gọi nhớ được mất con. Chào gọi nơi này. Tình cờ gặp bạn Việt Kiều bên này, quen bạn nhận ra. Cảm ơn chú. Chú Quế ở đây à chú? Ở đây. Dạ. Bên tây, bên tây về thăm bà con. Dạ. Đây là tây. Còn lú lai cái chỗ liên lạc đi. Đó, để mà liên lạc đó. Chắc tập trung liên lạc. Rồi. Rồi cơm bệnh viện đó rồi. Hả? Rồi cơm bệnh viện đó rồi. Tại vì gặp trận mưa quá điện thoại không thấy mặt chủ thì đâu có biết thấy. Con chủ nhớ tên nhưng mà chủ gửi cơm bệnh viện rồi má gửi rồi đeo dấu tên ừ đúng rồi ừ dạ chú thì ở Colorado này dạ tại vì hồi xưa có chủ ở đây chủ có gọi cho con tại vì hồi đó nó gọi là để phải chủ thôi thì bật đổi thì chị ăn mấy chữ nó chữ bên lang nó chữ thì có gửi cho công binh yến búi cho bên là họ có nhiều lắm mà kênh của Trân Trân là uy tín nhất dạ con cảm ơn thì ở bên đó là Trân Trân là uy tín nhất nếu mà bên đó là bạn bè bằng tá thì đâu đi là quê về bên là tổ mũi từ đá thôi chào Trân Trân nha dạ 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 cái còn lọc sáng cho vợ ăn có kiếm gì có chi chi ở Úc á dạ tôi cảm ơn nha tôi cảm ơn nhiều ấy dạ cảm ơn nha cô chí ạ cũng là thôi tôi cảm ơn dạ tôi đi thẳng đi chờ mà gặp mày mê da để là thương ơi con chúc mày sức khỏe mày hết con chào cô trời ăn sáng ủa chơi ở đây chơi quế có món kim chi Hàn Quốc luôn à chơi thành phố cũng có món Hàn Quốc mà chơi nữa có món Hàn Quốc luôn này à Sài Gòn hả rồi lên lại vốn ở đây à lại theo chân ở đây à về thương nữa chị ăn hợp đi ấy ủng hộ hợp ở đây á chị chỉ đi ra ủng hộ hết lại cái kim chi con dâu cô dâu miền Tây ở Vũng Tàu đã làm dâu đây là giỏi em một kim này phải nâng cấp chờ đấy nè mẹ bạn chi mình nữa dạ mẹ có chuẩn bị cho anh Tích Ngọc à để cho ba bầu ăn cho sinh dễ đây cái bắp rồi đủ thứ đấy mẹ mẹ tư nướng bạn à bắp mẹ tư làm dạ dưa muống này các thằng phải ngồi thoải mái ngay của ai mua mà con cho bạn cho khó đấy chứ khó mẹ hết ngay lời được mấy chục mé ngay những gói như sản chứ bạn cứ 20 con cái sản chứ bạn 20 thôi chuyện ngay thì răng của người em mà một tháng được tuần được ngày ngay chủ nhật á một người mà gì thấy có cô kiếm chi ở Úc á cô nói ủng hộ cho mẹ món gì mà thấy cô ở xa quá ủng hộ mà cô khỏi lấy hai mẹ vui chứ chú ơi cảm ơn cô ấy dạ cô kiếm chi ở Úc dạ dạ cảm ơn cậu
Ăn không? 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 Mày ông đi ra đây cháu tôi nè, cái ông đi ra nè mới đây nè. Hai đi ông đi chơi. Mày ó bạn á, bạn nắm rơi có chơi mình tí ha. Bạn mẹ mê băng thì thiền á mua 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 chi em mua mưa lạ đi về gọi bình lọc bình lạ bình chứng bình tay bình tiện này luôn thế mà thôi mẹ ngồi chứ còn mua mình có tới nhà mẹ rồi. Mẹ lấy một con mẹ đấy đấy. Còn có nắm thì tôi đi khỏi. Nắm đây, nắm đây mẹ nắm rồi. Cháu à. Mẹ thì lỗi tiêu bao nhiêu mùa em sẽ trong à, em mất ra em mất ra bởi vì đây thì ở nhà còn chị chụp ảnh những món vệ sinh như cho họ đi 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 đi. À, như vậy là sáng nay tất cả những cái phần quà của cô Kim Chi ở Úc thì Trân Trân đã gửi đến cho tất cả các mẹ già mà còn lăn lồi ra buôn bán tạo thành ở những hai cái chợ quê này. Xin chân thành cảm ơn cái tấm lòng từ bi của cô Kim Chi cũng như là sự đồng viên theo dõi của khán giả kính Huệ Thương. Xin chân thành cảm ơn.